Thế việc thì là lươn nưng là thôi được à? Xoang lạn. Xoang lạn à? À, xoang lạn. Thế là kít khẩu su hươn. Khẩu su hươn. Ừ. Thì cầm thương là nên hám bông đẹp, hám bông giam mẹ, hám bông sỏi cũng nhập. Thế là mỗi một tháng là được 2 triệu nhưng ăn cơm nhà. Các bạn thân mến, đây là toàn cảnh của thị xã Bắc Xế của tỉnh Champasak các bạn nhé. Và cũng rất là nhiều bạn đã từng nghe thấy tên là Bắc Xế của tỉnh Champasak ấy. Và các bạn nghe thì cũng rất là thấy là trừu tượng. Các video của mình ấy thì và của các bạn khác cũng thế thôi. Thường thường hay quay về một số những cái câu chuyện nhỏ và ở một quán nhỏ thôi. Vậy hôm nay ấy là mình sẽ review lại toàn cảnh thị xã Bắc Xế của tỉnh Champasak. Các bạn ở nhà hoặc là sang đây cũng sẽ tưởng tượng được toàn bộ thị xã nó như thế nào nhé. Đó, trên màn hình các bạn quan sát xem, đó là toàn cảnh của thị xã Bắc Xế. Ở thị xã Bắc Xế này là có một cái văn phòng của hội đồng hương người Việt Nam. Văn phòng này thì có một số những cái chức năng và họ hoạt động cũng rất là hay, giúp được rất là nhiều người các bạn ạ. Và một chút nữa là mình sẽ nói rõ về các công việc của họ để hoạt động ở đây. Dạ. Thế em sang bên này lâu chưa? Dạ em sang 8 năm á. 8 năm rồi. Dạ. Thế ở bên Việt Nam thì ở tỉnh nào đấy? Em ở Quảng Nam. Ở Quảng Nam à? Thế dạ. Sang bên này là bán hàng gì? Dạ em làm công ty. Hẳn là công ty. Bên này công ty gì đấy em? Dạ công ty cao su. Công ty cao su à? Thế là văn phòng trụ sở nó đặt ở Bắc Xế này. Chính ở Đắk Lắk. Công ty này là của ông Đoàn Nguyên Đức à? Dạ không ạ. À. Không phải à? Dạ. Thế sang bên này cả chồng con sang bên này? Dạ em chưa có gia đình. Chưa có gia đình nhé. Dạ. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi em? Dạ 30. À chung cư à? Dạ. À công ty ở đây? Dạ. Đây là công ty cao su. À. À. Thế là em sang đây em có nhập vào hội đồng hương không? Sinh hoạt cùng công ty. Thế đông người Việt sang đây à? Dạ cũng đông đấy. Có tuyển người nào làm không em? Dạ có. Quảng Nam thì sang bên Champasak thì nhiều nhỉ? Dạ, Huế cũng đông. Con chó này dễ thương nhỉ? Nhìn. Dạ. Con này em mua nhiều tiền không? 5.000 bạc. 5.000 bạc à? 5, 6, 30 bằng 30 mấy triệu nhỉ? Không, 3 triệu mấy thôi. À, thế thôi á? Thế thì rẻ thế á? Dạ. Cũng rẻ nhỉ? Quay đây anh quay tí. Đấy, và chủ của con chó này cũng xinh mà con chó cũng đẹp. Thế em tên là gì đấy? Dạ Thủy. Thủy á? Ừ, thế anh chào Thủy nhé. Anh cảm ơn Thủy. Ở thị xã Bắc Xế này có quán cà phê 1971 này. Các nhân viên ở đây rất là trẻ trung và tiếp đãi rất là nhiệt tình nhé. Mỗi một khi là vào quán cà phê 1971 ở Bắc Xế này đấy là cũng lại nhớ lại những cái quán cà phê Cộng Cà Phê ở Hà Nội. Hà Nội có cái quán Cộng Cà Phê, các ý tưởng của họ sáng tạo cũng rất là hay. À hết việc rồi à? Hết việc thì là lươn nưng là thôi được à? Xoang lạn. Xoang lạn à? À, xoang lạn. Thế là kít khẩu su hươn. Khẩu su hươn. Ừ. Thì cầm thương là thế là mỗi một tháng là được 2 triệu nhưng ăn cơm nhà. À, hết là sum mông pet sum mông này. Sau là pet sum mông. Cái này cần khơ nữa. À. À. Tổng miệt rồi nhá. Lương cũng ở đây cũng thấp thôi. 2 triệu một tháng nhưng mà ăn cơm nhà. À, đây là khôn chin hết. Khôn chin này hay khôn Lào? Thầy đó. Chẩu ấy. Thầy đó. Con Thầy? Con Việt. Con Thầy mới con Việt? Con Thầy có con Việt. Việt con Kiều. Con Thầy? Con Việt có con Việt. Mấy con Thầy? Con Việt con Thầy. À, thế là con người chủ ở đây là người Thái với người Việt. Con Bắc Song là mẹ con Khẩu. Ở đây là Mãn Xu Bắc Song, Mãn Xu đây hết việc. Con Khẩu gần Bắc Song, con Khẩu. Ở đây cũng có một điểm, với này ở trên Bắc Song có một điểm. Thế là khôn Việt, khôn Thai.
Hai người người Việt với người Thái Lan hợp tác mở Bắc Song một điểm với này ở Bắc Xế này một điểm này, cũng đông khách lắm. Cụ sao ấy, lai lai nhỉ? Cũng ngam ấy. Chappi à? À Chappi à? Hà Xếp Hà. Bây giờ Hà Xếp Hà đây là bứng phù sao mắc không? Vẫn mắc. Mắc à? Ngam thì mắc nhỉ? 5 năm tuổi rồi nhìn các cô gái thì vẫn còn phải thích chứ, là gì không thích được. Không? Bay, bay ỉn mọi lưng. Bay ỉn đó. Được không? Cộp chay. Và đây là cây cầu bắc qua sông Sê Đôn các bạn nhé. Cây cầu này là tính từ cây cầu này về phía trước mặt đấy, là cái chiều dài của nó hết thị xã là cũng 7 km, và ở phía sau chúng ta đấy là cũng là 7 km. Vậy thì là thị xã Bắc Xế này ấy, là có chiều dài là 14 km các bạn nhé. Và ở phía xa kia là cái dãy núi Pa Chiêng và dãy núi Tà Lầu. Nhìn xa xa có một cái hình như kiểu là một người phụ nữ nằm ở trên một cái dãy núi đấy các bạn ạ. Chúng ta đi hết cây cầu này và chúng ta rẽ phải là có một cái ngôi chùa, đây là ngôi chùa Oát Luông. Và chúng ta nhìn về phía trước và phía bên trái đó là văn phòng của Hội Đồng Hương Người Việt Nam, và bên cạnh đó là tòa nhà của công ty cao su Đắk Lắk. Văn phòng Hội Đồng Hương Việt Nam này là lúc nào cũng có người thường trực và để giải quyết và giúp đỡ một số những người gặp khó khăn, vướng mắc của kiều bào Việt Nam gặp khó khăn này, và những người mới sang có thể là giới thiệu việc làm hoặc là tư vấn một số những cái công việc mà các bạn yêu cầu, ví dụ như là thuê quán hoặc khu vực nào là phát triển về các công việc gì, thì ở văn phòng là có những nhân viên sẽ tư vấn rất là nhiệt tình. Nếu các bạn mới sang thì các bạn gặp chuyện trục trặc gì ấy là hãy tìm đến văn phòng các bạn, ở đó các bạn sẽ giúp đỡ các bạn. Các bạn đã sang đây một vài lần rồi hoặc là các bạn sang lần đầu nhưng mà có người thân quen ở đây thì không nói, nhưng những bạn mà chưa đi sang Lào bao giờ ấy, thì đến cái khu vực này thấy nó cũng rất là bỡ ngỡ các bạn ạ. Hỏi thì ngôn ngữ thậm chí là câu được câu không, thì cũng chẳng biết là đi đâu, và cũng cứ đi đến đâu thì chỉ biết như thế, cũng không tìm được những cái khu vực nào để mình cần tìm những cái công việc làm hoặc để mình khám phá, mình phát hiện ra những cái khu vực nào mà hợp với lại các bạn đặt quán xá để bán hàng hoặc là buôn bán những cái gì đó. Cho nên là các bạn lên đến văn phòng Hội Đồng Hương này để cho nhân viên họ tư vấn cho là chính xác nhất đấy các bạn. Văn phòng Hội Đồng Hương này là họ tư vấn cả về khu vực thị xã này, về đặt quán xá hoặc là gặp trục trặc thì họ giúp đỡ, mà họ còn biết rất là rõ về tất cả các huyện ở Champasak này, khu vực nào là trồng trọt được cây cà phê hay là cây tiêu hoặc là cây sầu riêng, là họ biết tất các khu địa điểm đấy. Mà trong các nhân viên văn phòng ở đây là cũng có một vài người là cũng có những cái trang trại, họ ở đây lâu năm rồi mà, nên là họ sẽ giúp các bạn về cái phần đấy là rất là hay nhé. Còn nghe những cái tin phong thanh ở bến tàu bến xe có khi là cũng có thể là người ta lo thật, nhưng nhiều người là có khi là người ta lợi dụng vào cái đấy, người ta lừa các bạn. Cho nên các bạn đi ra xứ người thì cũng thật là chú ý về cái phần này, không nên để cho những cái kẻ xấu nó lừa gạt cho, rồi lúc gì cũng biết rồi thì cũng đã thiệt hại rồi. Gần văn phòng Hội Đồng Hương Người Việt Nam ấy là có hai vợ chồng, cái bác ấy, bác sang bên này, bác làm quán ăn ở bên này, quán cơm Việt Nam, thì hỏi ở đây là ai người ta cũng biết cả. Gia đình nhà bác này là sang bên này là cũng làm ở bên này từ năm 1989. Hiện tại là các bác ấy cũng đã mua nhà mua cửa ở bên này rồi. Đây là bí mật của Sài Gòn luôn. Dạ. Dạ, bí mật ở đây nó giống như Sài Gòn luôn. Thế thì ra đi thôi. Bây giờ ví dụ như vào tháng 12 thì rét dừng tuần lễ là hết. Còn hồi trước á, chú biết không, rét mà đến nỗi mà chú không đánh răng được á.
nước nóng mà quả đánh đánh được á. Những năm trước ấy? Ừ, cái năm mà 2000 hay hơn 2000 đó. Trở về trước ấy hả? Ừ, trở về trước á. Thế bây giờ thì hiểu biết được cái hậu. Bây giờ thì không được nữa rồi, bây giờ nó bình thường. Nó chỉ lạnh một tí thôi, không cần bảo lạnh còn hồi xưa hả? Chú mà ngủ là có mền chạy dưới rồi mền đắp trên chú được đêm á. Dạ. Thế là cái kiểu nhỉ? À, bây giờ hết rồi, bây giờ nó khí hậu không có giống hồi đó nữa. Lên trên mặt sòn đó là người Việt nhiều họ nhiều cái đó. Vâng. Cái số 42 á, đó là chú hỏi đó. Từ cái số 42 trở lên đi. Cái số 42 là người Việt nhiều hơn đó. Mà chồng cà phê chúng ta. Nếu mà các bạn mới sang bên này mà đi những cái chuyến xe túc túc như thế này đấy, thì họ thường thường họ trả ở những cái khu cổng bệnh viện này, rồi trả ở những cái nơi gần chợ, cổng chợ ấy, chứ họ không đi trả từng nơi mà theo khách yêu cầu đâu. Thì từ cái khu chợ và khu bệnh viện của bác Xế này đi về chỗ văn phòng hội đồng hương người Việt Nam đấy, nó khoảng độ chưa đến 2 cây số đâu. Thì các bạn có thể là đi bộ và vừa đi vừa ngắm cảnh là cũng tới nơi thôi. Và các bạn cứ hỏi ở đấy là chùa Quát Luông ở chỗ nào thì tất cả người dân ai người ta cũng biết cả. Cũng rất là cảm ơn các bạn đã xem hết video, và các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ và có thể là chia sẻ cho người thân cùng xem. Và hẹn lại các bạn ở video lần sau, tôi chia sẻ về khu vực Champa Sắc và khu vực Atopu. Các bạn nếu có yêu cầu gì để review về cái khu vực nào thì các bạn hãy để lại bình luận. Tôi sẽ đến khu vực đấy là tôi sẽ review cho các bạn xem. Bây giờ xin chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn luôn luôn gặp những điều may mắn.